Xin chào mọi người, hôm nay thì Hoàng sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn vào một cái hầm khá là chật chội, khá là nhiều cột và khá là nhiều tường. Nói chung là đơn giản là chật và khá là khó đậu xe. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta đi vào một cái hầm như vậy và cái kinh nghiệm để chúng ta đậu những cái chỗ mà nó khó nó như thế nào. Tại vì các bạn biết đâu phải lúc nào cái chỗ mà dễ nó cũng có dành cho mình đâu, đúng không? Nhiều khi mình đi mình về trễ, xe mình không còn chỗ nữa thì mình buộc mình phải đậu những cái chỗ như vậy. Bởi vì thường những cái chỗ khó ai cũng né ra hết. Nhưng chúng ta phải biết tận dụng cơ hội để chúng ta đậu. Thì hôm nay mời các bạn cùng theo chân Hoàng đến một cái hầm và chúng ta sẽ xem coi là cách Hoàng xử lý như thế nào nha. Mời các bạn tiếp tục theo dõi. Ok. Rồi, xin chào tất cả mọi người. Chúng ta đang tiến về cái hầm mà lúc nãy mình có chia sẻ với các bạn đó. Thì để các bạn xem coi là hôm nay chúng ta sẽ đậu vị trí nào và cách chúng ta xử lý như thế nào nha các bạn. Nhiều bạn chúng ta vào những cái chỗ mà chật hẹp nè, rồi không gian mà nó hơi khó khăn một chút là chúng ta bắt đầu là chúng ta lo lắng. Nhưng mà thật sự thì cũng không có vấn đề gì phải lo các bạn ha. Nguyên tắc đậu xe là giống như mình xếp hình thôi các bạn. Xếp làm sao cho cái xe của mình nó phù hợp nhất để nó chui vô cái chỗ đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị xuống hầm nha các bạn. Ok, đây là cái hầm mà hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm. Rồi đầu tiên là mình xuống hầm nè. Đấy, đi làm sao cho sát cái cây cột này để mình sẽ quật được cái thẻ của mình. Xa quá nhiều khi mình cũng không quệt được, đúng không các bạn? Rồi, ok, các bạn thấy cái hầm khá là chật đúng không? Bây giờ mình sẽ kiếm một cái chỗ để mình đậu. Ok. Xe khá là nhiều. Rồi, bây giờ mình sẽ đậu xe ha. Rồi sẽ kiếm cái chỗ để Hoàng đậu và Hoàng hướng dẫn cho các bạn. Rồi cái hầm đây nha mọi người. Đấy, các bạn thấy không? Cột và tường rất là nhiều. Bây giờ thì mình sẽ đậu một trong những cái chỗ nó cũng khá là khó, là mình sẽ đậu xe vào cái chỗ này. Ha, cái chỗ này thì các bạn thấy là nó sẽ có cái tường ở đây. Đó, bây giờ mình đậu làm sao để vào cái ô này một cách nó dễ nhất. Thông thường á, đợi em chút. Em quay cái em cho xe rồi. Rồi ví dụ như mình đi từ đây vô đi ha. Bây giờ nếu mà các bạn đậu vô đây làm sao các bạn đậu vô được, đúng không? Bị cái cột ở đây, bị cái cột ở đây nữa, hai cái cột nó che mình như vậy thì rất là khó để chúng ta đậu được. Như vậy cách để mình có thể vô được là các bạn sẽ quay cái đầu vô đây, rồi sau đó các bạn sẽ đưa cái đít vào chỗ này, đúng không? Đấy, như vậy là cách của chúng ta làm. Tuy nhiên mọi người cũng lưu ý là hai bên này nó cũng khá là chật ha, thì để chúng ta quay làm sao để cho nó phù hợp. Rồi bây giờ các bạn cùng cao hàng đậu nha. Ok các bạn, giờ mình sẽ lấy cái đầu này vào trước nè. Ha. Rồi, đó, chúng ta canh làm sao cho nó ok nhất có thể. Rồi sau đó chúng ta sẽ tìm cách chúng ta dè lại, chúng ta vô cái ô kia. Ha. Rồi, đấy, các bạn canh cho nó vừa đủ, mình kéo được vô cái ô đó. Nhìn hai bên nha mọi người. Xe nó ổn rồi thì chúng ta đưa hết vào. Rồi, lúc này chúng ta canh lại làm sao cho nó đều và nó thẳng lái là ok. Rồi, các bạn thấy không? Rất là đơn giản và rất là dễ dàng. Bây giờ mình cùng xuống mình kiểm tra kết quả như thế nào ha. Rồi như vậy sau khi mình đậu xong, các bạn thấy xe của mình đậu sao?
Đấy, một phát một là nó vô ngay trong cái chuồng ha, rất là đẹp, rất là thẳng thắn, nằm ngay giữa chuồng luôn. Thì cái vị trí này khi mình vô như thế nào các bạn, lúc mình ra các bạn cũng sẽ ra giống y chang như vậy nha. Mọi người nên nhớ nè, nhiều bạn đậu ở đây, khi mà chúng ta ra tường ở đó, cột ở đó, thì cái góc ở này nó rất là hẹp. Khi mà các bạn ra, mà các bạn ra theo kiểu xuôi xuôi ra hướng, cái đầu ra hướng như vậy thì nó rất là dễ bị va quạch, rất là khó khăn. Nên mình chia sẻ với các bạn cái nguyên tắc đầu tiên là khi các bạn đậu vô làm sao thì các bạn ra y chang như vậy. Như vậy cái xe này khi mà mình ra, mình không bao giờ mình ra xuôi hết, mà mình sẽ ra như thế nào, mình sẽ lấy cái đầu này mình móc ra phía đằng này, rồi sau đó mình làm cái gì các bạn, mình sẽ ve ngược lại ha, đưa cái đuôi lại về phía này các bạn thấy không, rất là rộng, và móc cái đầu ra đây, và từ đó chúng ta đi thẳng ra là chúng ta đi ra ngoài. Thì đó là cái nguyên tắc để các bạn đậu xe và các bạn ra những cái chỗ hẹp như vậy. Mọi người nên nhớ ha, cái góc này nếu mà ra là rất là hẹp luôn, rất là dễ bị chạm ở đây nè ha, rất là nguy hiểm đó. Nên là mọi người lưu ý ha, để chúng ta tránh những cái chày xước như vậy. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, hẹn gặp lại các bạn vào những clip hướng dẫn tiếp theo. Xin chào mọi người.